Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion, và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Và không phải là một số nữa mà là một năm nữa đã trôi qua, và đến cái lúc mà mọi người nghe được podcast này thì chắc là nó sẽ lên vào, mình hy vọng là lên kịp vào ngày mùng 2 Tết, mùng 2, mùng 3 Tết gì đấy, để bọn mình có dịp truyền tải cái nội dung này đến với mọi người. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ để Nguyên gửi lời chào đến cho mọi người ha. Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới, đặc biệt hơn thì đây là một năm mới, và chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau trong một cái chương trình nó đã quá quen thuộc và chúng ta đã đồng hành với nhau trong một chặng đường rất là dài rồi, thì rất là vui khi trong thời điểm mà chúng ta đang bước sang một cái cột mốc mới năm 2023 thì chúng ta lại được có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với nhau và tâm sự với nhau về những cái hành trình đã qua ha. Và nếu như mà các bạn đã theo dõi DeFi Discussion được một thời gian khá lâu rồi thì cách đây đúng một năm bọn mình cũng lúc đó là Tết, bọn mình cũng ngồi thu với nhau, hình như hôm đó là 27-28 Tết gì đấy, và cái topic ngày hôm đấy thì thực ra là nó cũng không phải là một topic liên quan đến DeFi mà là cái câu chuyện là tại sao bọn mình ngưng làm podcast. Nhưng mà thực ra là đặt ra một cái tiêu đề như vậy. Nhưng mà sau đấy thì bọn mình làm thêm 50 tập, 50, 52 tập, đúng 1 năm, 52 tuần. Và đến bây giờ lại tròn lại 1 năm thì bọn mình lại có thời gian ngồi lại với nhau và nhìn lại những gì đã làm được trong năm qua, cũng như là sau 1 năm rất là nhiều biến động như vậy thì bọn mình sẽ cùng chia sẻ với nhau những cái điều mà mình sẽ làm trong năm tới. Thì mình với Nguyên cũng có nói chuyện với nhau trước khi thu cái podcast này là trong năm tới, nếu mà đặt hết những cảm xúc sang một bên, bắt đầu một cái hành trình mới, thì đâu sẽ là những kỹ năng mà bọn mình nghĩ là cần thiết và chính bọn mình cũng sẽ muốn học những cái kỹ năng đấy để mang vào cho năm mới. Thì không biết với Nguyên thì sau Nguyên một cái chặng đường dài như vậy thì có những cái điều gì mà Nguyên có thể rút ra và có những cái gì mà Nguyên đã mong là mình có thể làm tốt hơn? Chắc là mình sẽ xin phép là nói luôn vào cái vấn đề là mình sẽ hướng tới cái gì trong năm 2023 này và những thứ mà bọn mình muốn học thêm và cải thiện thêm bản thân mình. Thì chắc là đầu tiên á, là cái thứ mà mình muốn cải thiện đó là cái góc nhìn của mình về thị trường. Tại vì dù gì á, thì trong năm cũ á, thì cái góc nhìn của mình khi mà xong xuôi lại á, thì mình cũng thấy là nó chưa chính xác lắm, kiểu như vậy, tức là nó vẫn hơi chủ quan một xíu. Thì cái thứ mà mình muốn cải thiện trong năm 2023 á, là một cái kỹ năng liên quan đến nhìn và phân tích thị trường nó khách quan hơn. Và thì cái đó là cái cơ bản và cái trực quan nhất mà nó liên quan đến công việc hàng ngày của bọn mình. Quan đi quẩn lại thì nó cũng liên quan đến cái việc là thực ra là về, nếu mà về góc nhìn á thì chắc chắn là mọi người không biết, nhưng mà mình với Nguyên là hai người có góc nhìn rất là khác nhau khi mà nói về thị trường. Nguyên là một người rất là, nói như thế nào nhỉ, còn conservative, là một người khá là thận trọng trong cái việc đấy. Cái từ khóa mà Nguyên nói chuyện nhiều nhất trong cái group chat chung của bọn mình á là cái từ khóa de-risk. Lúc nào Nguyên cũng sẽ nhắc đến cái từ là phải de-risk, de-risk, de-risk. Nhưng mà còn mình thì ngược lại, mình lúc nào cũng bảo mọi người là thôi thử risk một tí xem như thế nào. Nhưng mà turn out là cuối cùng thì thị trường cũng đấm cho cả hai thâm mắt. Thật ra như thế này, nếu như mà bạn giữ một cái góc nhìn, một cái view của bạn á, và bạn tin là mình đúng á, và bạn không đưa mình không show cái góc nhìn nó ra cho mọi người để mọi người gọi là stress test á, tức là mọi người đưa ra cái view ngược lại, thử thách nữa. Chẳng hạn cãi nhau á, đó thì rất khó để chúng ta tiếp cận được với một cái thứ gì đó nó gọi là sự thật. Có thể cái view của bạn nó đúng đi, nhưng mà nó chỉ đúng trong một cái phạm vi nào đó thôi. Và nếu mà bạn không show ra cái góc nhìn của bạn và mọi người sẽ kiểu như là tới đưa ra cái góc nhìn của họ, đóng góp thêm những cái thông tin chẳng hạn. Cái thông tin là cái quan trọng. Thực ra bọn mình cũng đã làm ở trong cái series podcast này trong một năm đổ lại đây rồi, nhưng mà bọn mình muốn nó tăng được cái tính tương tác cao hơn nữa trong năm tới, và phần nào đó là bọn mình sẽ gọi là tiến sát hơn đến một cái thứ gọi là sự thật trong năm 2023, đúng không? Tại vì đúng rồi. Và thật ra là có một cái nữa mà mình để ý trong thời gian vừa qua,
khi mà mình đúng một lần, một đúng mình đưa một cái view, mình đúng một lần, mình đúng hai lần thì biết đâu đó là mình may mắn. Thì cuối cùng là cái việc mà mình đưa cái process phân tích thông tin của mình ra cho mọi người cùng kiểm tra, dù đúng dù sai mình vẫn có khả năng để replicate lại cái thành công đấy. Nguyên có một cái một idol viết ra một cái thesis mà chắc là nhiều người cũng biết, đó là làm giàu không cần may mắn à, getting rich without being lucky, đúng không? Của Naval Ravikant. Đó thì đó cũng là một trong những cái ý mà ông nói, đó là mình nếu mà mình biết là mình đúng ở đâu và mình sai ở đâu thì mình sẽ có khả năng mình replicate được thành công, và mình có công thức mình tránh được cái sai lầm của mình trong tương lai. Thì đó là một cái thứ mà đó là tại sao, đó là lý do mà tại sao mình thu cái podcast này. Cái việc mà thu podcast đầu tiên là để chính bọn mình quán chiếu cái lại cái góc nhìn của bản thân, và khi mà đã nói ra được rồi á, tức là mình đặt lên cho hàng ngàn người cùng nhìn vào cái view đấy, thì nếu mà các bạn đọc những comment của DeFi Discussion á, các bạn sẽ rất nhiều lần thấy có những bạn khán giả các bạn không đồng ý với bọn mình, các bạn đưa ra những cái lý do khác và đưa ra một cái kết luận khác với bọn mình, và chuyện đấy là chuyện bình thường ở trong thị trường. Thì đúng sai nhiều lúc nó cũng khó nói, nhưng mà mình rất là mừng tại vì có những người phản biện với bọn mình, và bọn mình có thể học thêm từ chính các bạn, những người nghe podcast này. Chắc là cũng muốn nghe Phong chia sẻ một xíu về những thứ mà Phong muốn improve, tức là cải thiện trong năm 2023 để coi như là thứ nhất là tồn tại trong thị trường này, và thứ hai là phát triển nó rực rỡ hơn trong 2023. Thực ra là không phải là đến năm nay mình mới bắt đầu nghĩ về cái kỹ năng này, nhưng mà mình đã bắt đầu nghĩ từ cách đây 2 năm rồi, nhưng mà mình vẫn chưa thực hành được. Và tại vì cái kỷ luật của mình khá là kém, đó là cái việc quản lý danh mục đầu tư. Quản lý danh mục đầu tư nó gồm rất là nhiều thành tố nhỏ, nó bao gồm là xây dựng cái plan của mình, rồi liên tục cập nhật thông tin để điều chỉnh cái plan, và có những cái action phù hợp với lại từng cái kịch bản của thị trường. Thì cái việc đấy nghe thì có vẻ dễ, nhưng mà cái việc mà stick consistently với những cái thứ mà mình đã lên kế hoạch, đó là một việc rất là khó, và năm 2022 mình đã không làm được. Giống như là mọi người chắc là sẽ có cái cảm giác như thế này, mọi người nhìn cái portfolio của mình, tại vì năm 2022 có những đợt sóng rất là mạnh, nó tăng rất là nhiều và nó cũng giảm rất là nhiều, và trong cả hai trường hợp đấy á, thường thì mọi người sẽ kệ luôn cái plan mà mình đã làm ra ban đầu. Mình thấy rất là nhiều người, ví dụ như là khi mà portfolio của họ giảm quá nhiều rồi, giảm quá cái mức mà cắt lỗ nhưng họ không cắt, thì họ sẽ có một cái thái độ là họ kệ luôn, họ sẽ kệ nó và thắp nhang cầu cho nó hồi. Và khi mà nó hồi á, vào tức là mọi người hứa là chỉ cần nó tăng lại đến cái mức đấy thôi, mọi người sẽ ngay lập tức thoát hàng ra và về lại cái vị trí stablecoin an toàn, hoặc là về lại những cái đồng Bitcoin. Nhưng mà cuối cùng họ lại không làm. Họ khi mà nó chạm đáy xong rồi nó lên thì mọi người lại mong là nó lên tiếp nữa. Và mình cũng là người bị dính cái đấy. Cho nên là thứ mà mình muốn học là và muốn thực hành trong năm tới là cái việc mà quản lý cái danh mục đầu tư tốt hơn. Đó là cái quan trọng nhất, có kế hoạch và follow được kế hoạch của mình. Và những cái này thì chắc là mình sẽ phải học Nguyên nhiều, tại vì Nguyên là một người như mình nói, Nguyên lúc nào cũng sẽ làm những cái thứ rất là ăn chắc mặc bền. Nguyên chỉ làm những cái thứ mà vào những cái đồng coin mà Nguyên hiểu và cập nhật thông tin liên tục thôi. Thì đó là một cái thứ mà mình nghĩ. Và nếu mà mọi người có một cái tip nào quản lý, một cái cách, một cái plan nào đấy mà mọi người có thể theo được, thì rất là mong mọi người có thể chia sẻ cho bọn mình để mình cùng tham khảo. Thực sự ra thì cái việc mà học cách để quản lý một cái danh mục mà làm sao cho nó, thứ nhất là nó sinh lời một cách ổn định, và thứ hai là nó sẽ giảm thiểu được rủi ro khi mà có những cái sự cố Black Swan nó diễn ra, thì cái này mình nghĩ là bản thân ai tham gia thị trường cũng sẽ phải học thôi, không những là học trong năm 2022 mà còn phải học cho những năm sắp tới rất nhiều. Bản thân mình cũng rất là muốn improve, tức là muốn cải thiện cái kỹ năng này, tại vì như Phong có chia sẻ hồi nãy á, là thường thì nhà đầu tư tham gia thì dễ bị chi phối bởi cảm xúc lắm, nên là nếu mà có một cái bộ kỹ năng và có một cái, mình tạm gọi là một cái lý thuyết đi ha, một cái công thức, và nó có những cái con số nó rõ ràng để mọi người quản lý cái danh mục của mình theo những cái công thức đó. Tại vì
mọi người hình dung như vậy nè, lý thuyết thì đúng là nó chỉ là lý thuyết và nó rất khác thực tế, nhưng mà cái lý thuyết đó về bản chất nó đã được tính toán, được chiết xuất ra từ những cái dữ liệu ở trong quá khứ, và mình phải học những cái đó để làm sao để mình giảm thiểu được những cái bất chắc trong tương lai, chứ không phải là mình kêu là tôi làm gì cũng được, tức là tôi miễn sao là nó có profit là được. Nhưng mà thực ra cái profit đó nó không có ổn định và nó không có được đặt trên một cái nền tảng nó được tính toán kỹ lưỡng, thì cái profit đó nó sẽ không thể sustain, nó không thể duy trì được trong một khoảng thời gian dài. Thực ra có một cái meme mà ở trên fanpage của 68 có một số bạn hay comment á, nó là cái hình mà cái người đàn ông mà ngồi trên cái cột cao hay là cao á, cái câu ở trong đấy là thực ra là số tiền đấy chưa bao giờ thuộc về tôi cả, chỉ là tôi đi ngang qua thị trường đúng cái lúc nó sôi động nhất thôi, thì cái số tiền nó chỉ nhảy vào túi mình nằm tạm thời thôi chứ nó không phải là của mình, nên là mình cũng không giữ lại nó được. Thì có một cái nữa mà mình đã học nhưng mà mình không xài được cho nó hàng thứ hai, đó là kỹ năng code. Bảo là code thì hơi căng, nhưng mà thực ra là mình chỉ học Power BI và SQL để lọc data từ on-chain thôi. Nhưng mà cái vấn đề của một người code tay trái á, chắc là những ai mà từng học code cũng hiểu được, đó là mình không dành thời gian nhiều về nó, rồi mình không sống cùng với nó và mình không stress test cái kỹ năng của mình đủ nhiều. Và mình thực ra là mình cũng cảm thấy mình không có nhiều lợi ích khi mà mình làm cái đấy là một, và thứ hai á là mình nhìn thấy những người khác người ta làm quá giỏi rồi. Mình không, nên là cái việc của mình làm nó cũng không ăn thua gì cả. Đó là cái cảm giác của mình khi bắt tay vào học code. Thực ra thì ai cũng biết là thằng làm crypto học code để lấy trên DUN hoặc là lấy từ blockchain, data từ blockchain về là làm để có data raw và mình tự xử lý được. Và hai nữa là nếu như mọi người học code để mà đọc được smart contract thì quá tốt rồi. Còn nếu mà học tay ngang và muốn làm một cái gì đó nó sẽ rất rất là khó. Và đó là cảm giác của mình đã trải qua 50 tiếng học code mà cuối cùng mình không xài được. Và mình phải bỏ dở cái kỹ năng đấy, nó khá là đáng tiếc. Thực ra thì cá nhân mình cũng rất là mê, cũng muốn gọi là mình nhúng chân vào một xíu, mình thử một xíu về cái mảng code này á. Honestly á là hiện tại mình cũng gọi là cũng có theo dõi một vài cái bài post ở trên Twitter á, của nhiều cái tài khoản họ là coder, họ là những cái người lập trình trong các dự án, họ chia sẻ một vài các cái thông tin liên quan kỹ thuật này nọ, thì mình cũng có đọc cái đó thôi, thì mình chỉ gọi là đọc để hiểu, dừng lại ở cái mức đọc hiểu thôi, chứ thực ra thì để mà nói là có thời gian để gọi là thực chiến với nó và gọi là dành ra một cái khoảng thời gian mà đáng kể trong ngày để mình thực sự mình triển khai một cái product hoặc là một cái gì đó nó từ bước A đến Z, có thể nó không hoàn hảo như một cái ứng dụng mà anh em thường làm đúng không, thường sử dụng đúng không, nhưng mà ít nhất là nó viable, minimum viable, tức là nó ít nhất là nó xài được, thì cái này là cũng là một cái mình tạm gọi là một cái plan trong 2023 đi, của cá nhân đi, tức là sẽ tìm tòi đâu đó, có thể là nghịch vui thôi, tức là mình thử tay và mình hình dung được là từ cái bước A đến bước Z nó sẽ đi qua những cái gì và cái ứng dụng ở phía dưới nó sẽ làm như thế nào, thì cái goal nó hơi to một xíu nữa, chắc là cũng khó ra, sẽ phải break down ra nhiều cái bước, ví dụ như là A đến Á thôi chẳng hạn, ít thôi cũng được đó, thì mình sẽ đi từ từ, thì cái đó cũng là một trong những kỹ năng mà mình cũng rất là thích và cũng muốn là cải thiện. Thực ra anh em mà tham gia thị trường crypto á, cứ nghĩ là đây là thị trường tài chính kiếm tiền, nhưng mà về cơ bản nó còn có nhiều cái vấn đề liên quan kỹ thuật và cái vấn đề liên quan mô hình kinh doanh nữa, nên là việc mình chủ động bắt tay vào, mình thử nghiệm, mình làm những cái thứ nó ở phía dưới á, thì nó cho anh em thêm cái sự tự tin về kiểu mình hiểu cái product đó, tức là khi mà ví dụ như nhìn thấy người ta siêu một cái product gì đó, người ta nói là cái này là tính năng gì đó ghê gớm lắm, nhưng mà nếu mà ví dụ như bạn đã từng chạm tay vào những cái smart contract, bạn đã từng đọc những cái dòng code này nọ, những cái bug, những cái lỗi mà nhiều người hay chia sẻ trên Twitter, thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và bạn sẽ có những cái góc nhìn nó đa chiều hơn, thì cái đó là cái sự gọi là cái sự kỳ diệu
kỳ diệu thì nó cũng hơi hơi hay. Nó là một cái gì đó hay hay của crypto, tức là nó là một cái sự tổng hợp và không phải là những cái tay chơi ở bên thị trường truyền thống họ có thể một phát họ dominate được, đúng không? Ví dụ như nếu đây là một cái cuộc chơi thuần về tài chính và một cái doanh nghiệp nào đó họ có doanh nghiệp nào đó ở bên truyền thống họ có thế mạnh về vốn chẳng hạn, thì họ sẽ dominate luôn cả cái thị trường này. Tuy nhiên là đây là một cái thị trường nó còn nhiều yếu tố khác, nên là chúng ta vẫn còn cái gọi là cơ hội để chúng ta gọi là nhảy lên bàn cân. Nhân tiện nói về cái chủ đề học một cái gì mới á, thì mình tự dưng mình nhớ lại một cái video của TEDx Talk. Cái đó là cái video mà có lượt xem nhiều nhất của cái kênh đấy luôn, 33 triệu view. Và mọi người có thể search lại cái đấy, cái tên của video là The First 20 Hours. Là cái đó là một cái video nói về 20 tiếng để bạn có thể học được một kỹ năng nào đó mới. Thì nó có ông diễn giả chia thành 4 cái bước đơn giản để các bạn có thể học được cái đấy. Mình chỉ nói sơ qua thôi, còn nếu bạn muốn xem chi tiết thì các bạn có thể coi lại cái video đấy. Nó là một cái video rất là hay, rất là hữu ích, và hầu như năm nào mình cũng coi lại 2-3 lần. Thì nó có 4 bước, bao gồm là khi bạn bất kỳ học một kỹ năng nào đó thì cái bước đầu tiên nó sẽ là deconstruct the skills, là bạn sẽ bóc tách nó ra thành những cái kỹ năng, những cái kỹ năng chính nào đó học mà bạn muốn học. Ví dụ như là mình nói là ví dụ như là nghiên cứu về crypto chẳng hạn, thì bạn sẽ có những cái field, những cái lĩnh vực nhất định chia ra thành từng mảng thị trường và sẽ học dần từng cái đó. Cái bước thứ hai là cái bước quan trọng nhất, với mình là quan trọng nhất, đó là learn enough to self correct, tức là bạn sẽ cố gắng bạn học những cái skill ấy đến một mức nào đó mà bạn tự sửa được cho bản thân mình, tức là bạn đủ khả năng để bạn biết được là mình đúng ở đâu, mình sai ở đâu, để sửa cho khả năng mình, để sửa cho mình. Mà nếu mà không tự sửa được thì tìm những người khác có cùng level hoặc là cao level hơn bạn để họ có thể nhìn nhận được cái cách tư duy của bạn, để họ bổ sung thông tin cho bạn. Cái thứ ba là remove practice barrier, là cố gắng loại bỏ những cái rào cản khiến bạn mà không thể nào luyện tập cái kỹ năng đấy được. Ví dụ như bọn mình nguyên có một cái video là những điều cần làm để mà full time crypto á, thì để mà sống chết được với thị trường thì với bọn mình thì phải có một cái lượng thời gian đủ lớn để mà ăn nằm cùng với thị trường. Thì đó là cách mà bọn mình loại bỏ những cái rào cản để luyện tập, tại vì nó là công việc chính của bọn mình. Thì với các bạn thì nó sẽ apply vào từng kỹ năng. Thì đó là cái lý do mà tại sao mình nói là mình kể cả mình có 50 tiếng học code mình cũng không thể nào master được, tại vì mình không có cái không gian để mình luyện tập. Sự liên tục. Sự liên tục, đúng rồi. Và đó cái Nguyên vừa nói là cái bước cuối cùng là luyện tập liên tục ít nhất được 20 tiếng. Dựa vào tất cả những cái đấy thì nó phải có phương pháp. Thì đó là một cái bài học mà mình luôn mang theo khi mà mình áp dụng vào bất kỳ một kỹ năng mới nào vào. Thì cái câu chuyện nó là như vậy. Và nhân tiện Nguyên có mention đến thị trường truyền thống, thì đúng là mình cũng có một cái kỹ năng mà mình muốn học, đó là về tài chính doanh nghiệp của một cái business firm lớn đàng hoàng. Một cái business mà tức là họ làm tài chính một cách chuyên nghiệp chứ không phải làm tài chính kiểu FTX. Đó, thì cái câu chuyện là như vậy. Thì các doanh nghiệp tài chính như là kiểm toán hay là những công ty được niêm yết trên sàn á, cái nghiệp vụ tài chính của họ rất là hoàn thiện và họ làm rất là tốt cái việc đấy. Vào Web3 và các công ty Web3, blockchain, crypto các thứ, thì họ cũng mới chỉ một phần nào đó bắt chước được cái process của những công ty đấy thôi. Và cái kỹ năng đấy là một cái kỹ năng mà bắt rất là cần thiết khi mà thị trường nó mở thua hơn, nó trưởng thành hơn. Tức là trước đây nó giống như là một cái vùng mà mọi người tưởng tượng nó giống như là một cái vùng viễn Tây vậy. Mọi người đi khai thác, nhảy vào, mọi người tìm, mọi người xây nhà xây cửa, làm tất cả mọi thứ, đất đai rộng rãi không ai phiền đến ai. Nhưng mà khi mà xây dựng những cái khu dân cư, những cái thành phố lớn rồi đó, thì bắt buộc phải quy hoạch. Thì đối với mình cái kỹ năng về tài chính doanh nghiệp nó là một cái kỹ năng về quy hoạch giống như vậy. Và thực ra là cả mình và Nguyên đều học môn này ở trường đại học rồi, nhưng mà thực ra là lúc đấy bọn mình không để ý nó nhiều đến mức đấy, và bây giờ thì gần như là không còn nhớ một cái gì hết, đúng không Nguyên? Thực ra thì nãy Phong có đề cập đến cái case là FTX, đúng không? Thì đầu năm thì chúng ta nói những cái chuyện này thì nó cũng hơi kỳ, tại vì nó cũng là những cái vết gọi là vết xước của năm cũ rồi. Nhưng mà cái này thì chúng ta phải thừa nhận với nhau là thị trường crypto nó vẫn đang còn
chưa được regulate, nó chưa được quản lý một cách nó chuẩn chỉ lắm, và chắc chắn là trong tương lai thì nó sẽ có nhiều cái hoạt động để nó move dần lên cái tiêu chuẩn của tài chính truyền thống đó, thì thì và nó vẫn phải giữ được những cái lợi thế của crypto, những cái sự phi tập trung, những sự minh bạch hóa. Khi mà bọn mình thu cái tập này thì nó cũng vừa nổ ra một cái tin, gọi là nó cũng là hệ quả thôi, hệ quả của một cái một trong những ngựa gà khổng lồ tiếp tục té xuống hả? Nhưng mà nó là hệ quả của cái việc mà poor management đúng không? Ừ, đúng rồi, nó là hệ quả của một cái khâu, một cái quá trình quản lý tài chính nó không rõ ràng và không lành mạch. Tiền nó cứ gọi là nó bị commingle, tức là nó bị nhập nhằng với nhau, nó bị trộn lẫn với nhau. Cái chủ đề này thì chắc là hẹn mọi người trong một cái tập nào đó phía sau này, khi mà chúng ta có điều kiện. Còn chắc là tập này thì sẽ dành để nói đến những cái tương lai nhiều hơn, những cái phát triển nhiều hơn, thay vì là chúng ta cứ gọi là chúng ta sao nhỉ, chúng ta hoài niệm á. Thì về cơ bản thì bọn mình đã say yes với một cái thứ mà bọn mình chưa từng nghĩ là bọn mình sẽ làm trong quá khứ, đó là cái podcast này. Và bọn mình tin á là nếu như mà trong năm 2023, cái khởi đầu mới này, bọn mình muốn improve bản thân và học thêm nhiều điều mới lạ nữa, thì chắc chắn cái đoạn đường phía trước nó sẽ có rất nhiều cái hành trình nó thú vị hơn rất nhiều. Cái tập đầu tiên bọn mình thu á, bọn mình không có nghĩ là bọn mình sẽ đi dài đến đây đâu, tức là đi tới 70+ số đâu. Bọn mình đã willing là làm một cái gì đó mới, làm một cái gì đó bọn mình thích và bọn mình cảm thấy là nó hấp dẫn và nó mang lại giá trị cho mọi người, và bọn mình đã làm và bọn mình sẽ tiếp tục làm. Thực ra là cái số đầu tiên bọn mình còn điên đến mức mà bọn mình viết cái tiêu đề của cái video đấy đến giờ chắc chắn không ai tìm được luôn. Cái video đấy mọi người, cách duy nhất mọi người tìm được video trên YouTube là mọi người lội ngược về đến tầm tháng 6 năm 2021 thì mọi người mới tìm được thôi, chứ còn bây giờ mọi người search chắc chắn là search không ra. Tại vì cái tiêu đề đấy do bạn tổng biên tập của bên mình, bạn ấy là một người rất thích chơi chữ. Và bạn ấy bảo là làm về Solana đúng không? Solana viết token là Sol đúng không? Là SOL đúng không? Thế thì mình đặt là chuyện gì mà Sol sao thế? Là Sol sao? Là nó vừa là Sol sao mà nó vừa là Sol bị làm sao á? Không thể tin được là bọn mình đặt cái tên đấy. Nhưng mà thực ra nó là một cái gì đó, nó mang lại cái chất cho cái DeFi discussion này. Nó pop up và nó hơi điên điên một xíu và nó hơi khùng khùng. Và nó vẫn có một cái gì đó nó rất là hàn lâm đúng không, nó vẫn rất là DeFi discussion, mình chỉ có thể. Và thực ra nếu mà mọi người tìm lại những cái thông tin đấy thì hình đâu đấy thì những cái thông tin từ thời điểm đó đến tận bây giờ nó vẫn còn valid, nó vẫn còn đúng. Thì đó, thì hy vọng là cái việc mà bọn mình ngồi nhìn lại những hành trình đã qua, cũng như là vạch ra những cái kỹ năng, những cái plan mà bọn mình sẽ thực hiện trong thời gian tới, thì nó sẽ đâu đó vẫn sẽ mang lại nhiều cái giá trị hơn, trước hết là cho bọn mình có thể cải thiện và phát triển hơn trong thị trường, quan trọng hơn hết là mang lại được những cái giá trị nó hữu ích và nó mang tính dài hạn hơn cho anh em. Thì bọn mình rất là willing học hỏi thôi. Thì nếu như mà có những cái tài liệu hoặc là những cái điều gì thú vị xoay quanh những cái vấn đề mà bọn mình đã chia sẻ, thì anh em có thể comment ở phía dưới và maybe là share cái góc nhìn của anh em về việc là làm sao để chúng ta cải thiện bản thân ở trong thị trường này. Và chắc là đó là những cái tâm sự bọn mình nhân dịp cuối năm. Thực ra là cuối năm rồi ngồi nhìn lại những cái gì đã đang và sẽ làm thì nó cũng là một cái hay ho. Và tất nhiên là không ai biết được là một năm tới sẽ có những cái gì. Nhưng mà hy vọng là đến Tết năm sau bọn mình vẫn có thể ngồi nói chuyện và chia sẻ cùng với mọi người về thị trường, về những cái gì mà bọn mình muốn làm. Và mong là đến lúc đấy thì chúng ta sẽ có nhiều thứ hay ho hơn để nói với nhau. Ok, thì nói là cuối năm vậy thôi chứ thực ra cái tập này lên sóng là cũng là mùng 2 Tết rồi. Đầu năm. Đó, thì không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh em đã dành thời gian cho bọn mình trong những ngày đầu năm này. Bọn mình biết là những ngày đầu năm này thì anh em có rất là nhiều những cái nội dung để có thể theo dõi và enjoy. Nhưng mà anh em đã chọn đồng hành cùng với DeFi Discussion trong những lúc khó khăn, trong những lúc thị trường nó biến động và trong những lúc mà nó ấm áp, nó cũng hơi bình ổn lại, thị trường nó cũng hơi bình ổn lại như thế này rồi. Thì không biết nói gì hơn,
Cảm ơn anh em và chúc anh em những ngày đầu năm thật là hạnh phúc, bình an và thật nhiều sức khỏe để chúng ta có thể chuẩn bị cho những cái chặng hành trình dài phía trước ha. Yeah, và chúc các bạn và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong những số DeFi Discussion sau. Bye bye.